Thấy anh Thư thật nóng bỏng và đầy quyến rũ trong vũ điệu Lambada. Xin mời hai bạn. Xin mời bạn giám khảo. Rất là hoang dã. Anh Thư làm tôi thích. Ngay từ lúc đầu xuất hiện đó, khi mà nghe cái bản nhạc này là tôi đã muốn nhảy rồi. Và nhưng mà khi mà anh Thư bước xuống á, và anh Thư bắt đầu truyền máu lửa được, và tôi cứ soi vào cái phần eo của anh Thư xem là anh Thư có lắc được mềm không và cái váy nó có tung lên được không. Wow, rất là sexy. Nhưng mà có một điểm là anh Thư cần phải chú ý là khi mà anh Thư bắt đầu lắc vai ấy, thì cái tay của anh Thư nó lại hơi bị cứng. Anh Thư cần phải thả lỏng và mềm hơn, nhưng mà gương mặt biểu cảm và cái chân cảm nhạc rất là tốt. Lambada là một cái điệu nhảy mà xuất hiện từ những năm cuối những năm 80 hoặc năm 89, và bắt đầu thì từ Brazil, sau đó thì chuyển sang là rất nổi tiếng tại toàn thế giới, và một cái nhóm nhạc của Pháp tên là Calma đã biểu diễn rất là thành công. Trong cái điệu Lambada ấy, thì cái việc lắc hông sang ngang ấy là một cái việc hết sức quan trọng. Và cái sự quyến rũ của nó là cái sự hòa quyện giữa nam và nữ, và tạo ra cho người ta cảm giác là rất tình yêu, rất đam mê và rất mùa xuân. Đấy, đấy là cái cảm giác của đấy. Thì tôi nghĩ rằng là bạn thể hiện rất là tốt cái phần hông với một tuần luyện tập. Tôi không định so sánh bạn với các vũ công chuyên nghiệp. Và một tuần luyện tập như thế thì tôi cho rằng là tôi ngả mũ kính phục. Nhưng... nhưng cái độ hòa quyện giữa hai người và cái sự say đắm tận cùng thì tôi không thấy. Cho nên là nếu có thời gian hơn thì có lẽ mình phải hòa quyện nhau hơn nữa và thả. Ngoài cái những cái điểm dừng của vũ công, chúng ta còn phải biết lơi, biết thả mới là cái đẹp. Và chúc bạn thành công trong những mùa sau. Vâng, xin mời nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh nói cho anh dùng một cái hình tượng này để Thư hiểu hơn về Lambada. Lambada nó giống như một cái kiểu khi em cầm một cái thìa, em khuấy ở trong cái ly nước á, thì những cái cột nước á, nó cứ dâng cao lên, đúng rồi. Mỗi cái vòng xoáy đó nó làm cho cái cột nước nó cao lên. Thì cái lợi thế của em là lợi thế về chiều cao. Lợi thế của em là cái lợi thế về cái sự hoang dã bản năng. Thì như vậy em rất là hợp với Lambada. Trong một cái bài nhảy Lambada, nếu em tưởng tượng được như anh vừa mới nói thì cái bài nhảy của em nó sẽ có hồn hơn rất là nhiều. Vậy Thư nha. Xin cảm ơn bạn giám khảo. Chị Anh. Xin mời chị Anh. Khi mà nhìn anh Thư thì tôi nghĩ rằng là tôi đang lạc ở bên Caribe, bên một bờ biển, và có một cô gái da màu quyến rũ đang nhảy với vũ điệu Lambada. Và cái bài trình diễn vừa rồi thì làm cho tôi sống động, sống lại cảm giác của 20 năm trước đây, khi mà tôi còn nhỏ, khi mà ngồi trố mắt trên màn hình để xem cái vũ công Brazil nhảy Lambada. Và xin chúc mừng anh Thư, bởi vì là chưa bao giờ tôi thấy bạn hoang dã và tự do như bây giờ. Xin cảm ơn giám khảo. Vâng, những lời nhận xét ban giám khảo dành cho bạn cũng khá là tốt. Còn bây giờ bạn cứ hồi hộp và chờ đợi số điểm nhé. Xin mời bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói Lambada
là một điệu nhảy khá là nóng bỏng và đã được phổ biến ở tại Việt Nam vào những năm 80-90, đặc biệt là những bài hát về Lambada thì rất được yêu thích. Quý vị và các bạn thân mến, anh Thư và Teodoro đã lên đây cùng với Vân rồi. Và trước khi chúng ta không trò chuyện thì hãy cùng đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho anh Thư nhé. Thưa quý vị, hôm nay thì Nguyên Vũ thay đổi thứ tự điểm một chút. Đầu tiên đó chính là giám khảo Trần Lily 8, nhạc sĩ Quốc Bảo 8, giám khảo Khánh Thi 9 và giám khảo Chi Anh 9. Chúc mừng anh Thư và Teodoro. Anh Thư ơi, anh Thư có hài lòng với phần dự thi cũng như số điểm mà ban giám khảo dành cho Thư trong đêm nay không? Thư khi mà nhảy Lambada, Thư muốn nói về cái cảm xúc của Thư đối với điệu nhảy Lambada. Khi mà nhảy thì hôm nay Thư thức rất là vui và thoải mái với bước nhảy của mình. Vì khi mà nhảy Lambada thì Thư không muốn nhớ đến cái phần kỹ thuật và Thư muốn thả hồn của mình vào trong điệu nhảy. Tại vì với một tuần lễ thì nếu mà mình để ý quá kỹ về kỹ thuật thì mình sẽ không thể nào mà bay bổng cùng với âm nhạc được.